Hello, xin chào bạn đang quay trở lại với channel mình. Hôm nay mình sẽ review cho bạn bộ Kitmod 500 Core phiên bản mới nhất của mình nhé. Thôi, thì hiện tại mình đang có một phiên bản đó là WM 2021, phiên bản dành cho X-Men Toledo và có cả phiên bản dành cho RS3 nữa. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem qua con RS3 2021 và con X-Men Toledo nha. Cái con này là mình đã mod sẵn rồi nha các bạn. Rồi, đây nha các bạn, mình sẽ zoom gần hơn cho các bạn xem nhé. Đây, đây thì các bạn có thể thấy mình đã chuyển đổi cái 500 ở phần gốc thành 500 3x5. Nó sẽ giống kích thước với cái con Gun 12. Đây, mình xem phần chân gốc đây. Đấy, thì mình đã đổ sang là 500 3x5 rồi. Thì việc đổi này thì cái phần 500 nó có thể nhô cao hơn cái phần cạnh chống bóp, cho nên là chúng ta không có sợ bị vướng vào cạnh chống bóp hay là bị phạt hay là chúng ta phải cắt bỏ, cho nên là nó rất là tiện luôn đấy. Và khi mà dùng cái 500 này thì cái lực hút của nó sẽ khá là giống với con Gun 11 Pro và Gun 12 chứ, sẽ khá là giống với cái lực hút tạo ra trên con Gun 12. Và nếu như mà chúng ta để lỏng ốc ra thì cái layer nó cũng sẽ bay lên một tí luôn, giống như trên Gun 12 luôn. Chỉ có điều ấy là cái con WR2021 và Tornado này ấy, thì nó sẽ nặng hơn so với Gun 12, cho nên nó bay lên không nhiều cho lắm. Nhưng mà khi mà cái viên 500 ở phần gốc này nó đang đi tới cái đoạn chính giữa của giữa hai viên 500 ấy, là hai viên 500 đúng không, chúng ta sẽ có cái đoạn ở giữa chính giữa này không có 500, thì cái đoạn chính giữa khi mà cái viên gốc đi ngang qua cái đoạn đó ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái lực đẩy, nó đẩy cái viên gốc ra, cho nên nó đẩy nguyên cái layer nó bay lên một tí, làm cho chúng ta khi xoay tới cái đoạn đó ấy, thì nó sẽ nhẹ hơn và bay hơn một tí. Rồi mình sẽ gắn lại, mình xoay thử các bạn xem nhé. Đây, cái Mentorio cũng rất là tương tự luôn. Cái này hơi tối nha. Đây, phần góc này. Đấy. Đây là phần chân góc của Mentorio. Màu đen hơi khó nhìn nha. Mình sẽ gắn lại. Rồi, mình turn thử cho các bạn xem nhé. Còn X-Men Toledo này chưa được lắp lại cho nên nó hơi còn bị sandy một tí, nó chưa được smooth cho lắm, cho nên là khi xoay nó vẫn còn hơi dính lại, nhưng mà thật ra cái lực hút của phần core rất là mạnh nha các bạn. Đấy, và cái 500 ở đây đang để là mức cơ bản của nhà sản xuất luôn, nó là mức 3 nhé. Cho nên là bây giờ các bạn, nếu như các bạn mua về cảm thấy nó hơi mạnh quá thì các bạn có thể giảm cái 500 ở đây xuống, hoặc là các bạn cảm thấy yếu quá thì các bạn cứ tăng cái này lên là được nha. Đây, con WR21 thì nó thấy rõ hơn nè. Đấy, gần phần tới là nó tự động nó hút vô. Đấy, rất là ngon luôn. Ở đây thì con này mình cũng chưa lấp luôn, cho nên nó hơi khô, nó chưa được smooth cho lắm, cho nên là
thỉnh thoảng đẩy nó vẫn còn bị khựng lại là do bị ma sát ấy. Cho nên là chưa có cảm giác đẩy một phát nó kịch vô liền luôn. Đấy. Thì nếu như mà so sánh cái con này so với cái bộ mod 500 cũ của mình ấy, thì cái bộ mới này nó sẽ mạnh hơn so với bộ cũ khoảng 20%, là nó mạnh hơn một tí rồi đó. Và như thế này là sẽ phù hợp với đại đa số các bạn đang chơi luôn. Và nếu như những bạn nào thấy mạnh quá thì vẫn có thể chỉnh bằng cái chỉnh 500 này thấp xuống, càng thấp càng tốt thì cái lực hút phần kho nó sẽ tối ưu nhất. Đấy, rất là tốt luôn. Đây, đây là mình review sơ cho bạn về cái bộ này. Và hiện tại mình sẽ đăng, đương nhiên là đã đăng cái bộ này lên trên Shopee rồi, các bạn có thể đặt mua ngay. Còn một cái nữa đó là con gan, cái bộ dành cho con gan thì mình vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển, và mình sẽ ra trong thời gian sớm nhất thôi. Và sẵn tiện đây á, thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho bạn một cái cách mod mới dành cho những bạn nào thích 500 mạnh hoặc là siêu mạnh luôn. Thì ví dụ như các bạn, và cái cách này áp dụng cho những bạn nào đã mod 500 core nha. Cách này thì mình đã áp dụng thử cho con WR2021 rồi. Tornado thì mình chưa thử, nhưng mà mình nghĩ dùng cách này cũng sẽ được thôi. Đấy, rồi mình sẽ tháo cái viên cạn này ra rồi mình demo, mình làm thử các bạn xem. Cái viên mặt trắng bị chặt quá hay sao ấy, mở không ra nha. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mod này rất là dễ luôn. Là những bạn, cái này áp dụng cho những bạn nào đã mod 500 core rồi nha. Rồi, thì cái cách này sẽ giúp cho chúng ta là tăng lực hút của 500 core, và ngoài ra nó còn tăng thêm cái lực đẩy, lực bay. Lúc mà khi chúng ta đẩy ra cái điểm giữa, nó sẽ đẩy nó bay lên ấy. Đó, thì cái cách đó chính là chúng ta sẽ dùng 500 và chúng ta gắn vào cái viên cạnh của chúng ta. Đấy. Thì các bạn có thể chọn 500 4x1.5 hoặc là 500 4x2. Thì mình khuyên các bạn nên dùng loại nào nhẹ vừa đủ thôi, đừng nên chọn loại mạnh quá. Ví dụ ở đây mình có 4x1.5 N35, các bạn có thể dùng 4x2 N35 cũng được. Thì hai mình nghĩ nên dùng hai size đó thôi, chứ đừng nên dùng N52 N52, thì nó bị mạnh quá, nó sẽ đẩy cái Rubik của chúng ta đi mạnh lắm luôn á. Rồi, thì cái cách mod rất là đơn giản, thậm chí là không cần dùng keo luôn nha mấy bạn. Ở đây mình sẽ kiểm tra nha. Rồi, mình sẽ lấy cái cục 500, mình kiểm tra ở cái phần kho làm sao cho cái đầu đó nó đẩy cái viên 500 ra nha các bạn. Đây, mình đang cái đầu này nè, cái đầu này mình đang gắn một viên 500 nhỏ nè, để mình test nè. Thì các bạn thấy cái viên 500 kho nó đang đẩy nó ra là đúng chiều nha. Chỉ cần nó đẩy ra thì chúng ta có thể sử dụng cái chiều này để gắn vào cái viên cạnh được. Thì rất là dễ, chúng ta chỉ việc đây, chúng ta nhét cái viên cạnh vô như thế này thôi là xong. Rồi, để như thế này thôi, nó sẽ dính như thế này luôn nha các bạn, nó không rớt ra đâu. Thậm chí mấy bạn không cần dán keo cũng được nữa. Thì các bạn cứ gắn vô, các bạn chơi thử. Nếu các bạn cảm thấy nó hợp tay thì các bạn giữ, các bạn chơi tiếp. Còn nếu các bạn thấy nó nặng quá hoặc là nó mạnh quá, mình không thích cái lực này, thì các bạn có thể dễ dàng tháo ra mà không cần phải dán keo. Đấy, nó rất là tiện lợi luôn. Còn nếu như các bạn muốn mod cái đó cho con X-Men Torio ấy, thì mình phải chọn một cái 500 nào có độ mỏng một tí. Bởi vì nếu các bạn chọn loại nào dày quá, nó sẽ bị chạm cái chân cạnh vào trong cái phần kho. Cho nên các bạn lưu ý khi làm cái này nha. Đấy, thì hiện tại mình đang test cái này trên WRM2021 và WRM2020 rất là tốt. Thì mình nghĩ WRM20 và 21 là sẽ là mod cái này dễ nhất và tốt nhất luôn. Đấy, cho nên là các bạn cứ thử làm rồi comment trải nghiệm của các bạn bên dưới cho mình xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ mod hết nguyên con này rồi gắn xoay thử cho bạn xem nhé. Ok, thì đây là con WRM21 mà mình vừa mới mod thêm 500 ở phần cạnh nhé. Các bạn thấy nè, nhìn trên video thôi là đã có cảm giác là lực 500 ấy, nó đã mạnh hơn hẳn luôn á. Và cái lực, cái việc mod này á, thì nó sẽ vừa có ưu điểm vừa có khuyết điểm nhé các bạn. Ưu điểm là nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra cái lực hút ở phần kho nó mạnh hơn, và chơi nó
được thoải mái hơn. Còn cái nhược điểm của nó là nó sẽ tạo cho cái lực xoay của chúng ta ấy, khi mà mới đẩy nó sẽ bị nặng hơn một tí. Bởi vì khi chúng ta vừa đẩy như thế này, chúng ta sẽ vừa chịu tác lực của lực hút ở phần nam châm cạnh và góc này, nam châm ở phần kho, và cả cái phần nam châm ở cái phần cạnh này nó cũng đẩy nữa nha. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái lực hút ở cái phần lúc mà chúng ta vừa mới đẩy thân đầu tiên ấy, nó sẽ mạnh hơn một tí. Tuy nhiên là chúng ta chỉ cần đẩy tới đoạn giữa này thôi, thì chúng ta chỉ cần thì cái lực chúng ta dùng để đẩy cái mu ấy, nó sẽ ít đi lại và nó sẽ đẩy sang một cách rất là nhẹ nhàng và dễ luôn. Thì các bạn chỉ cần chơi được khoảng 1-2 hôm là các bạn sẽ quen với cái kiểu này mà thôi, tùy theo mỗi bạn nha. Đấy, cho nên là mình nghĩ cái cách mod này dành cho WR2021 rất là hay luôn, thì các bạn có thể mod lên và chơi thử. Còn không thích thì vẫn có thể gỡ ra một cách dễ dàng mà thôi. Đây, con này mình vừa mới gắn xong mà không hề dán một tí keo nào cả, vẫn xoay được rất là bình thường, không sợ bung hay rớt gì cả, cho nên các bạn cứ yên tâm. Ok, và video clip của mình có lẽ đến đây là kết thúc. Thì các bạn thấy hay thì hãy ấn like, subscribe cho mình nha. Rồi, hẹn gặp lại trong những video clip lần sau. À, mình chuẩn bị review Gun 12 bị khúc đấy nha. Bye.